Thân bé nhỏ mến chào tất cả mọi người. Hôm nay mình review về nguyên lý cũng như là kết cấu bên trong của một con máy điều hòa General của Thái Lan sản xuất và được nhập khẩu về Việt Nam. Trước mắt mình là một cái đầu lạnh, mình đã tháo cái dàn áo bên ngoài ra rồi và phía dưới là một cái đuôi nóng, mình cũng tháo cái dàn áo mặc bích phía trước luôn. Thì bên hông phía tay phải nhìn đối diện màn hình là mọi người thấy là bao gồm hai cái bo mạch điện tử và hai cái đầu dò được đặt ở dàn tản nhiệt của đầu lạnh. Thì riêng đặc biệt với dòng General này thì về cái phần điều khiển bo mạch thì nó chia làm hai phần và thêm một cái bo tiếp nhận tín hiệu điều khiển cài đặt từ xa qua remote. Khác so với những dòng điều hòa khác thì ở phần đầu lạnh nó chỉ một bo điều khiển thôi. Thì con này nó là một con điều hòa không inverter, tức là điều hòa mono các bạn. Các bạn thấy là cái lưu lượng ga mình đo được lúc máy chưa hoạt động là 160 PSI. Ở đây thì mình có trang bị thêm một cái đồng hồ để đo cái dòng điện hoạt động của máy. Trên đây là một cái tem ghi cái model của máy, AOG9A GST, dòng maximum 5.6, dòng hoạt động là 4.3 đến 4.5 và công suất của nó là 1 HP. Ở đây người ta ghi khá là rõ sức hút cũng như là lực đẩy của máy nén. Thì về phần đuôi nóng người ta được thiết kế phần cơ khí phân ra hai cái buồng, một cái buồng để thiết kế riêng cho bờ lóc, hay còn gọi là máy nén các bạn. Thì trong cái phần cái buồng của máy nén này nó bao gồm là máy nén nè, van tiết lưu nè, hay còn gọi là cáp á, và phin lọc nè. Còn ở bên đây thì phía bên tay trái thì nó bao gồm một cái quạt để giải nhiệt cho ga, hay còn gọi là giải nhiệt cho cái dàn tản nhiệt đuôi nóng. Thì ở đây bên hông của nó thì trên đầu lạnh thì nó được bố trí một cái quạt của dàn lạnh các bạn nha. Thì nó sẽ lắp phía dưới của cái bo mạch điều khiển luôn. Bây giờ mình sẽ mở máy cho nó hoạt động xem nó như thế nào. Thì khi mà mình nhấn nút on thì mình thấy là cái quạt dàn lạnh này, cũng như là con motor đảo, cửa lùa gió, quạt đuôi nóng, bờ lóc chạy cùng một lúc. Lúc mở thì cái dòng hoạt động của nó là 3.5, sau đó dần 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 tăng lên. Còn lưu lượng ga thì lúc mình mở thì nó sẽ rớt xuống dưới mức 60 PSI và sau đó tăng dần dần về một cái mức ổn định. Thì lúc ban đầu thì cái dòng điện mình đo được là 3.5, sau đó tăng dần dần lên 3.6, 3.7 đến một cái mốc ổn định là khoảng tầm 4 4.3 đến dưới 4.5. Thì lúc này là một cái dòng điện hoạt động gọi là tối ưu cho máy. Ở đây các bạn thấy khi mà mình nhấn remote thì cái đèn tín hiệu của bo tiếp nhận điều khiển từ xa qua remote, đây là cái con mắt độc khi mà máy điều hòa của mọi người mà không nhận remote thì có khả năng bị hỏng con mắt độc hoặc là bị lỗi kết nối giữa bo mắc độc cũng như là hay còn gọi là bo tiếp nhận thông tin từ remote. Thì lúc này mọi người thấy là cái lưu lượng ga đó nó đã tăng dần về mức trên 60 PSI và cái dòng hoạt động của nó đã tăng dần về mức là 3.9. Lúc này thì máy vẫn hoạt động chưa ổn định lắm các bạn nha. Khi mà mình mở sau khoảng thời gian tầm 10 phút trở lên thì lúc này mọi người đo thì nó mới chính xác được.
Ở đây là cái dòng hoạt động của nó là từ 4.3 đến 4.5. Về mặt cơ khí thì mình đánh giá cao về cái dòng General này. Nó được thiết kế khá là chắc chắn và rõ ràng, phần nào ra phần đó. Thì ở đây mình thấy là cái lưu lượng gió từ cái dàn tản nhiệt của đầu lạnh nó phà ra hơi lạnh khá là mạnh, và cái lượng nhiệt giải nhiệt từ đuôi nóng nó phà ra khá là tốt luôn. Ở đây cái đường ống ga đi, ống ga 6 này, và cái đường ống ga lớn là đường ống ga 10, đường ống đồng 10 sẽ là đường ống ga hồi về block. Lúc này thì mình nhìn sang đồng hồ thì thấy cái dòng điện đo được ở mức là 4.0. Sau khoảng thời gian là 4 phút thì mình kiểm tra các cái đầu co của dàn lạnh, mình thấy là nó toát mồ hôi trên đầu co, chiếm số lượng trên 80%, chỉ còn hai cái co cuối cùng là nó chưa có toát mồ hôi kịp thôi. Thì có lẽ là sau khoảng thời gian mất trên 10 phút thì nó mới toát mồ hôi đều được. Đây là một cái sơ đồ nguyên lý hoạt động, bao gồm máy nén, van tiết lưu, dàn lạnh, dàn nóng, bộ lọc khô. Ở đây các bạn thấy không, khi máy nén hoạt động thì cái lượng ga cao áp và được máy nén sẽ nén lên thành ga khí đi qua dàn nóng tản nhiệt. Thì sau khi qua dàn nóng thì nó sẽ hạ xuống còn đường ga cao áp và thành là ga lỏng qua cái bộ lọc khô. Qua bộ lọc khô thì nó sẽ trở thành là đường ga hạ áp, ga lỏng, lúc này là ga lạnh các bạn nhé. Thì cái ga lạnh này là ở dạng ga lỏng luôn, khi qua cái dàn tản nhiệt của đầu lạnh thì nó trở thành là ga hạ áp và dạng ga khí, và nó sẽ hồi về. Cứ như vậy nó sẽ tuần hoàn qua lại, tuần hoàn qua lại. Thì ở đây là cái đầu dò nhiệt, hay còn gọi là cái đầu dò để đo nhiệt độ của phòng. Và tiếp theo là một cái con cảm biến nhiệt độ của dàn lạnh. Ở đây là thợ thầy hay gọi là cái con chuột đồng nhé các bạn. Con này có nhiệm vụ là nó đo cái nhiệt độ của dàn lạnh. Khi nhiệt độ dàn lạnh ở mức quá mức cho phép thì có thể nó sẽ báo về bo để điều khiển ngưng hoạt động đuôi nóng. Và ở đây là một cái con đầu dò nhiệt để đo nhiệt độ phòng. Khi mà nhiệt độ phòng thấp hơn hoặc là bằng một cái giá trị cài đặt thì lúc này nó sẽ thông tin về bo điều khiển để bo điều khiển ngắt, không cho block hoạt động nữa, và quạt dàn nóng sẽ ngưng hoạt động. Thì khi mà mình dùng cái đầu dò nhiệt này mình nhét vào cái dàn tản nhiệt của đầu lạnh á, thì nó báo là nhiệt độ đã đủ rồi. Cái đầu dò nhiệt nó đo được là đã đạt cái nhiệt độ là thấp hơn 29 độ C so với cái giá trị cài đặt ban đầu của mình rồi. Thì lúc này mọi người thấy là cái dàn nóng là sẽ bị ngắt nguồn hoàn toàn luôn, block ngưng hoạt động, quạt cũng ngưng hoạt động theo luôn nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ điều khiển remote giảm xuống 18 độ C, và mình sẽ lấy cái con đầu dò nhiệt này rời khỏi cái vị trí của dàn lạnh, xem nó có hoạt động trở lại hay không. Ở đây là cái vị trí socket để gắn cái phần đầu dò nhiệt nha các bạn nhé. Còn cái phần đầu dò nhiệt này là mình gắn như vậy để mình tiếp nhận cho nó một cái thông tin là nhiệt độ phòng đã đạt cái giá trị cài đặt rồi, xem nó có ngắt cái đuôi nóng không. Thì ở đây cái phần bo điều khiển các bạn này, bo điều khiển này là nó sẽ tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến dàn lạnh, cũng như là
các cái thông số giá trị cài đặt thông qua remote, và nó sẽ điều khiển qua cái bo động lực này. Thì trên trên cái bo này nó khá là nhiều socket các bạn, nhưng mà mình sẽ nói sơ bộ hai hai cái socket màu màu đỏ này, màu màu đen, cái dây màu đỏ với màu đen. Cái dây màu đen chính là cái dây của con nó của cảm biến này, của quạt. Thì cái bo nó phân ra một cái socket là để cấp nguồn cho con motor đảo. Thì con motor đảo này có nhiệm vụ là nó đảo cái cánh lên xuống để cho cái nhiệt độ phòng nó mát được đều hơn. Thì khi mà mình bật qua chế độ swim á, thì cái đèn màu cam ở phía dưới nó sáng lên. Các bạn thấy là rõ ràng là cái cánh đảo nó sẽ đảo lên đảo xuống. Mình thử lấy cái đầu dò nhiệt này dời sang một vị trí khác và đã điều khiển remote xuống ở nhiệt độ là 18 độ C rồi. Xem đuôi nóng nó có hoạt động hay không. Đó các bạn thấy không? Rõ ràng thì khi mà mình thao tác xong thì đuôi nóng nó đã chạy lại rồi. Nó đã chạy lại rồi các bạn. Và cái cánh đảo gió này thì nó sẽ đảo liên tục cho tới khi mọi người tắt nó, tắt cái chế độ đảo gió hoặc là tắt máy thì nó mới ngưng thôi các bạn nha. Và ở đây thì thường á, mà mọi người tháo cái đầu lạnh của con điều hòa của nhà mình ra thì thấy trên cái phần bo đầu lạnh nó chỉ bao gồm một bo thôi, nhưng mà riêng với cái dòng General này thì nó sẽ bao gồm phân ra hai bo. Thì đây là phần cái con rơ le, nó sẽ cấp nguồn cho block. Còn ở đây là một cái socket cấp nguồn cho quạt đầu lạnh, và kế bên nó thì nó một cái tụ để kích cho động cơ quạt đầu lạnh quay các bạn nhé. Ở đây là nó xài tụ ngậm, tụ của nó là 4,7 microfarad và cái điện áp của nó là 200V. Nếu như mà con tụ này hỏng thì mọi người chỉ cần thay con tụ 1,5 microfarad là được rồi. Thì mọi người thấy không? Khi mà mình điều khiển remote cho máy chạy lại sau một khoảng thời gian thì dòng hoạt động của nó đã tăng lên 4,4 ampere, đạt so với cái khoảng nhà sản xuất quy định là 4,3 đến 4,5. Thì nó đã nằm trong cái ngưỡng đó là ok rồi mọi người nhé. Và cái lưu lượng ga ở đây là nó đã ở mức là xấp xỉ 60 75 PSI. Thì ở đây là cái con quạt này nó có nhiệm vụ là giải nhiệt cho cái lưu lượng ga cao áp ở dạng là ga lỏng nha mọi người. Thì nhìn từ bên hông qua, ở đây phía dưới cái bo đầu lạnh là người ta sẽ lắp một cái quạt. Các bạn thấy không, cái trục quạt nó quay khá là mạnh luôn. Các bạn nhìn kỹ là thấy nó quay, quay theo chiều kim đồng hồ luôn nha mọi người. Ở đây thì cái phần socket để kết nối nguồn điện giữa đầu lạnh, bo điều khiển và cái đuôi nóng, để thứ nhất là để cấp nguồn cho cái đuôi nóng này hoạt động các bạn nha. Ở đây thường một số máy lạnh nó sẽ bao gồm 3 vị trí để kết nối dây điện, nhưng mà ở đây nó sẽ chia cái vị trí thứ ba là vào trực tiếp cái thân máy luôn. Rồi, ở đây là cái đường ống ga 6, chính là đường ống ga đi. Đường ống ga này là đường ống ga đi các bạn nhé. Và ở đây là ga này là ga hạ áp, dạng
nó là dạng ga lạnh, và cái đường ga hồi về nó cũng là dạng dạng ga lạnh luôn, nhưng mà ga hạ áp, nhưng mà cái lưu lượng ga này nó sẽ đưa qua được block hút về và nén lên thành là ga cao áp, ga nóng nha mọi người. Thì nó sẽ lúc này lưu lượng ga nóng này nó sẽ được giải nhiệt thông qua cái quạt của đuôi nóng này. Quạt đuôi nóng này sẽ giải nhiệt, giúp nó giảm một cái lượng nhiệt trước khi qua một cái van tiết lưu để trở thành ga hạ áp và ga lạnh, để đưa về đầu lạnh làm mát cái vị trí phòng mà mình cần điều hòa không khí. Thì ở đây các bạn thấy không, khi mà mình dán một cái miếng ni lông để cho mọi người thấy là cái quạt nó chạy khá là tốt luôn. Ở đây là cái đầu dò nhiệt mọi người, mình để sang một vị trí khác. Chứ còn mà mình nhét vào cái đầu lạnh này thì nó sẽ báo là nhiệt độ phòng đủ và ngưng hoạt động mà block ngay sau một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đó mọi người thấy không, khi mà mình nhét vào á thì cái nguồn cấp cho đuôi nóng sẽ bị ngắt ngay, và cái lúc này quạt đầu lạnh vẫn chạy bình thường các bạn nha, tại vì mình đang để ở chế độ là thường. Còn một số điều hòa nó có cái chế độ quạt đầu lạnh auto, thì khi mà nhiệt độ phòng mà đạt rồi đạt bằng hoặc là thấp hơn so với giá trị cài đặt thì cái quạt đầu lạnh này nó sẽ ngưng theo luôn. Thì các bạn thấy mà khi đuôi nóng ngưng hoạt động thì cái lưu lượng ga nó sẽ trở về là xấp xỉ 160 PSI, và dòng hoạt động của nó là nó cũng rơi về mức là không luôn các bạn nha. Ở đây thì cái khoang phía trên của mà cái buồng chứa block á, thì nó bao gồm một con tụ 1.6 microfarad 400 V AC. Nếu như mà bị hỏng con tụ này thì mọi người có thể thay con 2.0 microfarad vẫn được. Thì ở đây là cái con tụ này còn zin luôn nha mọi người, còn zin theo máy luôn. Và con tụ này là tụ ngậm của cái quạt. Kế bên nó là một cái con tụ đề cho block, nó là 35 microfarad 400 V AC. Thì con tụ này cũng là tụ zin theo máy luôn các bạn, chưa có thay luôn. Nó là made in Thái Lan và dòng máy này thì sử dụng ga 22. Con này thì mình sẽ bán lại cho mọi người với giá là 2 triệu 300 ngàn đồng thôi, để cho mọi người về sử dụng nó. Thì phía trên cái mặt bích của block là nó bao gồm một cái con rơ le nhiệt để bảo vệ quá dòng, quá nhiệt khi block gặp sự cố mọi người. Và bên trong nó thì nó bao gồm ba cái socket để cấp nguồn, dây chạy, dây chung và dây đề. Nó phân ra ba làm ba màu luôn, màu đen, màu trắng và màu đỏ, khá là rõ ràng luôn mọi người. Thì cái van tiết lưu hay là còn gọi là cáp, cũng như là cái phin lọc này nó sẽ nằm trong cái guồng này luôn. Thì ở đây là block cũng còn zin luôn nha mọi người, block zin luôn, zin theo máy hết luôn á. Những cái con điều hòa mà đã thay block rồi á thì mọi người nhìn là biết ngay nó sẽ bị mất cái tấm bảo ôn, làm giảm ồn cũng như là cách nhiệt liền. Người ta sẽ bỏ cái phần cái miếng nỉ này nha mọi người. Cái miếng này thì nó có chức năng là giảm ồn cũng như là cách âm á, và cách nhiệt luôn. Thì ở đây cái máy nén của nó được sản xuất khá là lớn luôn mọi người, rất là lớn, và cái đường ống nó làm khá là to và chắc chắn luôn, rất là đẹp. Thì con này công suất nó 1 HP, ok nha mọi người. Cảm ơn mọi người.